Xin chào mọi người và nhất là các người anh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đây là video clip mà em làm về cái tử vi của năm 2019 đối với tuổi của các anh. Một trong những cái tuổi mà có thể nói năm vừa rồi cũng khá khá nhiều chuyện rắc rối. Tuy là không rắc rối ở cái việc làm ăn, nhưng về gia đạo và mọi thứ nó cũng không được tốt đẹp. Vì bị lục xung Thìn với Tuất ha. Thì với cái năm Kỷ Hợi 2019 thì báo hiệu nó cũng khá là nhiều điều may mắn đối với tuổi của các anh. Phải nói là sau cơn mưa trời lại sáng đối với người nam mạng tuổi Bính Thìn. Thì em cũng hay là tổng quát cái tử vi trọn đời trước khi mà ứng dụng vào cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đó, thì như đã biết đó, thì cũng như cái video của năm 2018 thì em nói thì các anh tuổi Bính Thìn thì vốn dĩ là những người thuận sanh, người tốt số chứ không có phải là những cái người mà quá khổ cực. Tại vì là người Bính Thìn là chữ Bính thuộc hành hỏa, Thìn để thuộc hành tổ, thiên can sinh địa chi, công việc gọi là ngon lành. Bản thân là người nạp âm ngũ hành thổ nữa, tuổi mạng thiên can tương khắc tương sinh cho mạng nữa, thường là những người rất có nhiều may mắn ở trong đường đời. Mà đặc biệt là những người Bính Thìn là những người như em đã nói là hướng ngoại, tức là thích bay nhảy, thích ra ngoài hơn là hiếm có người đàn ông nào mà thấy là ít giao tiếp bạn bè ở tuổi Bính Thìn. Ở tuổi Bính Thìn là họ giao tế rộng rãi ha, nhiều tự tin cho nên là dễ thành công trên đường đời. Các anh là người thật sự là nói là có nhiều tham vọng chứ không phải là khát vọng ha. Muốn là coi như làm cái gì cũng to cũng lớn, làm cái gì cũng phải nói là thích làm to làm lớn, cho nhiều khi là mình chưa có sức tới cả đó cho nên mà cũng muốn làm to thôi, cho nên là cũng hay chính vì cái điều này, cái dở này cho nên là hay gặp những cái thất bại mà không đáng có. Thường là cái cá tính của cái người Bính Thìn nam mạng á thì thường ăn nói là ăn to nói lớn, không hay nói nhỏ được, đúng không? Thích khua chân múa tay, làm cái gì thì thí dụ như là nếu như làm cái tiệc thì muốn là hoành tráng nhạc nhiếc đồ y sao đồn thì mới chịu, chứ không có chịu chịu ấy. Có một số người tuổi Bính Thìn đó là thích, tức là nói chung là hơi khoe khoang, nhiều khi là mình chưa có được như vậy nhưng mà mình còn khoe hơn nữa, cho nên là người ta nhìn cho người Bính Thìn tưởng là mình rất là giàu sang sang trọng. Người ta nói được văn xương chiếu mạng, người nam mạng Bính Thìn thì dù có học hành giỏi thì làm quan, nhưng mà học không giỏi đi nữa ra đời ứng dụng làm công việc thì các anh rất là sáng tạo, cho nên là giỏi ứng dụng, cho nên là nếu như mà đi làm thì nên làm cái gì đó mà có cái sự hòa nhập nhanh trí óc, chứ đừng có không có nên làm người tay chân. Người mà Bính Thìn nam mạng thì thích làm người ra lệnh chỉ huy hơn là những người thừa hành đó. Người Bính Thìn mà nếu mà ở thời điểm này các anh nếu mà là các người có học thì đa phần là có chức tước rất là tốt đẹp, tại vì người Bính Thìn lên rất nhanh nhờ cái mối quản giao và cái sự ngoại giao tốt của mình, cũng như là chứng tỏ bản thân muốn làm cái gì đó cũng là muốn vượt bậc. Cho nên là nếu như có một chút may mắn kết hợp với những cái vợ mà hợp tuổi thì thật sự mà nói giờ này là quan hết rồi nha. Người ta nói đa phần là tuổi Bính Thìn thì rất là dễ gặp cái sự hanh thông trên đường công danh sự nghiệp, nhưng mà đừng có quá tham vọng. Tuy là bắt đầu từ năm nay trở đi là các anh vào là đại vận từ năm 45 cho tới năm 54 tuổi là 10 năm liên tiếp phát triển mà gọi nó là vững chắc. Nếu các anh làm ở trong cái môi trường mà hãng xưởng hoặc là cơ quan công quyền thì đây là thời điểm mà các anh sẽ rất là vững phát, đặc biệt là bắt đầu từ năm tới với nhiều cái sao mà nó được tốt đẹp ha. Thì như cũng đã nói là các anh hãy tới cái tuổi này rồi thì cũng nên chín chắn một tí xíu, bớt cái sự khoe khoang lại để làm cho những cái bên dưới nó ghét mình ha. Rồi là
gọi là làm việc có tính hợp tác một chút xíu, đừng có là ta quá, cái gì cũng ta giỏi, mình giỏi thì mình biết thôi, còn để mình còn phải có những người xung quanh, cái gì cũng vậy, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại thì mới lên hòn núi cao. Dù các anh có muốn lên chức tước cao to tới cỡ nào đi nữa thì các anh cũng phải cần những cái người xung quanh, chứ không thể nào một mình mà bước mãi được, đúng không? Bước thì tuy là mình làm chủ nhưng mà mình phải có những cái người xung quanh để mình làm sống cho nó ok một tí xíu. Các anh thì chỉ có một cái tội thôi, đó là các anh vẫn là quản giao, nhưng mà các anh có tội là hay chứng tỏ bản thân mình giỏi. Các anh không cần chứng tỏ, người ta cũng biết các anh giỏi rồi ha. Đó là cái cốt lõi của cái người Bính Thìn làm bạn. Và nhớ rằng đó là bốn mấy tuổi rồi, bớt lại ha. 10 người Bính Thìn thì 8 người rưỡi đã là người hướng ngoại, tức là có thích nhiều cái mối quan hệ ở bên ngoài, nó không có tốt đẹp cho cái tương lai vợ chồng, dễ cái xảy ra cái chuyện nó không đáng có. Đó là sơ sơ cái thiên tính cũng như là cái vận hạn của các anh cho cả đời. Thì nếu như vậy thì đã ứng vào cái tử vi năm Kỷ Hợi 2019 là như thế này. Các anh đó là mạng là sát trung thổ, gặp năm là năm Kỷ Hợi là bình địa mộc, như vậy là mộc nó khắc thổ, bổn mạng bị năm tương khắc thì có thể là cái phần sức khỏe nó không được ok lắm ha. Tuy nhiên là cái can kỷ thuộc âm, ngũ hành thì của năm Kỷ Hợi thì là hợp thổ, cho nên là năm là thổ vượng, tuy là mộc nhưng là gốc thổ vượng, cho nên là cũng không quá nặng nề đâu, có bệnh có gì đi nữa thì cũng nhẹ nhàng mà vượt qua, không ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của các anh đâu. Đặc biệt thì các anh được sao Thái Âm chiếu mạng. Sao Thái Âm là một ngôi sao đem đến may mắn, danh lộc rất là tốt. Năm vừa rồi thì không được thành công lắm, vì nó bị năm lục xung của địa chi, đó là Thìn gặp Tuất thì lục xung, cho nên là không được ngon lành. Nhưng mà với cái năm này sao là các anh được sao Thái Âm chiếu mạng, đường danh lợi gặp nhiều may mắn, tiền bạc thì dồi dào, công việc có thể có nhiều người ủng hộ giúp đỡ. Sao Thái Âm là một quý tinh thành kim, các anh thì gốc thổ ha, mệnh thổ nữa, đối với các anh đó là có lợi, nhưng mà nó là do là sinh xuất, nó cũng là một cái tương ứng, nhưng mà nó là sinh ra, cho nên là nó cũng không được như mong muốn. Thí dụ như các anh muốn chức trưởng phòng nhưng mà bây giờ mới chỉ được có phó phòng thôi, nhưng mà nắm quyền hành thì cũng không thua gì trưởng phòng đâu ha. Các anh có số cho nên là nhiều khi các anh ngồi cái vị trí phó phòng, ông trưởng phòng vài bữa có việc hoặc là ông như thế nào đó ông bệnh, cái mình lên quyền trưởng phòng ha, rồi cái đó mình lên luôn rồi. Cho nên là các anh mà ai mà ngồi trưởng các anh thì thường là ngồi không được lâu đâu, khó lắm ha. Cái đó lại cũng do số mạng ha, chứ không phải là các anh muốn vậy. Hạn thì các anh đó là dưới hạn của năm là hạn Diêm Vương, người ta gọi là phòng bệnh về tim mạch. Hạn Diêm Vương thì bất lợi về đường máu huyết, nên quan tâm đến tim mạch huyết áp, cũng cần đề phòng tai nạn, do là cái năm người mệnh thổ gặp năm mộc. Tuy nhiên là cũng không quá nặng nề đâu, các anh yên tâm. Vận niên thì là một vận niên rất là tốt đẹp, đó là vận niên hậu thực quả, tức là khỉ ăn trái cây, cái hình tượng con khỉ được ăn á ha, là hình tượng thỏ sức tự do ăn hoa quả. Rõ ràng là năm 2019 sẽ gặp được nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc hoặc là bị đình trệ ở năm Mậu Tuất thì sẽ được giải quyết, cơ hội dứt điểm, được công danh là phải nói là thuận lợi nhiều điều, cứ thẳng bước mà tiến, mặc cho người ghen tị ha, gây khó dễ. Nếu mà người mà kinh doanh buôn bán thì đây là một năm thuận buồm xuôi gió đối với những người Bính Thìn mà đi ra một kinh doanh buôn bán là ở bên ngoài. Tuy nhiên là tình duyên thì hay bị dễ bị nghi kỵ, nên giữ mình cẩn thận ha. Ăn dụng thì nhớ quẹt mỏ cho kỹ, đừng có ý ha. Rồi thiên can thì chữ Bính gặp chữ Kỷ là không có xung không khắc về mặt tử vi. Tuy nhiên Bính thì thuộc hỏa, Kỷ thì thuộc thổ, cho nên là thuộc dạng là thuộc vòng tương sinh, Kỷ hỏa sinh thổ, cho nên là công việc, các mối quan hệ ở trong công việc thì nó cũng không quá gì khó khăn. Địa chi Thìn gặp Hợi thì không có quá gì là xung khắc ở trong địa chi, cho nên là gia đạo cũng có thể nói là không có quá nhiều biến động,
có thì về mặt nạp âm ngũ hành đó là thìn đó thì là thổ hợi là thủy, cho nên là tương xung, người ta còn gọi là có một số sách gọi là hung niên, nhưng mà đối với mình thì mình nghiên cứu rằng mình thấy rằng hai cái này nó không có hung, nó không có khắc quá đâu, cho nên là phần gia đạo cũng không có việc gì xảy ra. Như vậy là về mặt tử vi cũng như cái bên ngoài của toàn năm thì rõ ràng là rất là nhiều điều tốt đẹp đối với tuổi Quý Canh. Một năm là ha, sao tốt, vận hạn tốt, vận niên tốt, thiên can không tương khắc, địa chi không tương khắc, không gì cả, thì rõ ràng là đối với một cái năm mà mình cộng trừ nhân chia mình thấy nó toàn là thấy cộng không thì là tốt đẹp, thấy êm hơn là cái năm năm Mậu Tuất rồi. Như vậy xét về sự nghiệp và công danh của năm 2019 á, mình đo sao tính hạn á, thì về mặt tứ trụ á, thì về mặt tử vi ở bên ngoài thì nó đẹp như vậy, nhưng mà xét về tứ trụ thì nó không được tốt đẹp. Tứ trụ thì là gặp năm thiên hư và địa hung. Công việc thiên hư đó là ảnh hưởng đến công việc là không được tốt, tình trạng tính một đàn nó sẽ ra một nẻo, ha. Nếu bỏ vốn đầu tư lớn thì phải cần cẩn thận nhiều điều, suy xét cần, nếu như mà hùng hạp thì cần phải suy xét cho kỹ. Hơn nữa đây địa hung thì gia đạo có thể nói là không có được tốt đẹp về mặt tứ trụ ha. Còn xét về mặt tử vi thì tính tiểu vận 2019 thì tiểu vận lại đi vào tuyệt địa, bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời cũng có thể chiêu cảm các sự chẳng lành do cái sao hạn, cái tinh quân, cái phá và bại tinh ở bên trong nó đem lại. Đại vận 10 năm á, thì kể từ năm 40 40 15 tới 54 tuổi á, thì là những cái thời gian mà tài lộc thăng tiến, chức tước ổn định. Gặp cái năm mà gặp cái tiểu tiểu hạn mà đi vào tuyệt địa này á, thì sẽ bị không có làm cho cái đại hạn của mình nó phát triển mạnh mẽ, cho nên là phải cần để ý nhiều điều đó. Đó là cái chung của xét về mặt tử vi. Còn mà xét về các cái sao hạn bên trong á, thì cung tiểu vận á, thì bị thất sát hãm địa. Thì thất sát là một nam đẩu tinh quân, nó mang lại cái hành kim rất là nhiều, gây bất lợi về công danh và tài lộc, có thể tạo nhiều hiểm họa. Đây là một sao tượng trưng cho người có tài nhưng liều lĩnh nóng nảy. Không, cái sao thất sát này là cộng với các anh là đúng đúng bài luôn á. Nhờ đồng cung á, thì đồng cung tiểu vận á, thì còn có nè, Nguyệt Đức, Long Đức, cho nên á, là thất sát này không có, có thể nói là không đủ để mà gây cản trở khó khăn trong công việc, trong những cái sự mà làm ăn của các anh. Tuy rằng nó có hiểm họa, nó cũng có các anh cảm thấy là mình cũng bực bội, bức bối, nhưng mà có Nguyệt Đức và Long Đức nó hóa giải thì không có gây ra hư hại gì nhiều. Chỉ phải nói rằng là chỉ cần đề phòng là người ta đưa miếng bánh quá lớn, mình các anh thì tuy là nói vui với các anh, mình nói vui với miệng thì nhỏ, nhưng mà muốn ăn cái gì nó cũng lớn lắm, thì cần cẩn thận, phía sau cái lợi lớn đó là một cái bẫy ha, cho nên là nhớ cẩn thận ha. Hộ chiếu thì có nè, tử phù, không, quan phủ, tiểu hao. Cái này thì rõ ràng là không tốt đẹp. Những cái việc mà các anh mà đang làm mà bây giờ dù là năm 2018 nó đang gặp khó khăn thì các anh cũng không nên thay đổi, tiếp tục làm để cho nó cái năm nay nó có nhiều điều đi hơn, chứ không phải là đừng có mà quá tham vọng. Có thể là bị thất bại nặng nề nếu như mà các anh muốn tiếp tục thay đổi hoặc đầu tư quá lớn. Các anh hãy nên nhớ rằng dù sao đi nữa thì thất sát nó cũng đang đi trong cung mệnh, cho nên là đừng làm việc gì không ngay thẳng, rất là dễ dính tới hao tốn. Ngoài ra thì có tam hợp nè, bạch hổ, tuế phá, quan phù, và thiên mã, thiên khốc, điếu khách, cho nên là nếu như mà có gặp khó khăn đi nữa thì nhờ có thiên mã và điếu khách này là vẫn có bạn
song hành để mà giúp đỡ cho mình vượt qua cái sự khó khăn. Các anh là người quản giao cho nên là các anh rất là hay được người khác giúp đỡ ha, cũng như là cuộc sống. Cung mệnh thì có như nó Long Đức nè ha, Nguyệt Đức thì rất tốt trong thời vận này. Đây là hai vị sao có năng lực lớn, chuyên là đi giải quyết cái khó khăn, cho nên nó là đem lại may lành, gia đạo thêm người có lợi lớn. Người ta nói á, gặp mà thất sát có Long Đức và Nguyệt Đức tử vi nhập mệnh á, thì hung họa khó xâm hại, chẳng khác gì người đang chơi giữa dòng được người khác quăng cho cái phao mà cứu nếu như có chuyện gì khó khăn xảy ra. Rõ ràng là điều tốt đẹp ha. Cung tài bạch á, thì như đã nói thiên mã sẽ ngộ lộc tồn, tài lộc sẽ là năm có tài lộc đối với các anh ở năm Kỷ Hợi 2019, bù đắp cho phần hao hụt vì có đại tiểu hao hội nhập. Các anh yên tâm, dù là năm 2019 thì các anh có tiểu hao và đại hao nhập ở trong cái cung tài bạch, tuy nhiên là cũng có thiên mã và lộc tồn, thì người ta thấy thiên ngựa chạy mà đem tiền tài tới thì có thể là sẽ cân bằng lại cái việc mà hao tốn. Các anh thì như đã nói thì các anh không có phải là người phải lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần là lo các anh đó là có bao nhiêu tiền và làm ra bao nhiêu thôi. Thì năm nay thì các anh làm ra nhiều nhưng mà có thể nói là sẽ khó giữ được vì tiểu hao và đại hao và nhập hàng. Nhưng mà không yên tâm ha, tại vì với những cái gì mà cái sao mà em đo bên trong thì em thấy rằng đó là những cái điều mà các anh đầu tư để cho tương lai, chứ các anh không có phải là người mất đi cái tiền bạc này. Thứ nhất, thứ hai nữa đó là các anh cũng nên nhớ là năm 2019 tuy là năm mộc nhưng mà gốc lại là thổ phượng. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành để luận giải á, thì rõ ràng là năm nay căn kỷ nó thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên chắc chắn thổ sẽ vượng. Đối với các anh mạng thổ gặp năm thổ vượng là tương hợp. Nhưng vì thổ vượng nên là có thể là mạng lớn liên quan tới đất là chơi được ha. Người mạng thổ gặp năm thổ vượng, cái gì đó mà có liên quan tới đất là chơi được. Thậm chí là các anh có thể đầu tư bất động sản ở trong năm nay, thì thậm chí nó sẽ sinh ra tài lộc đó. Nếu mà tính chuyện lớn thì nên chính vào cái việc mà đầu tư bất động sản hơn là làm những cái việc mà liên quan đến kim ha. Sao chiếu mạng khá tốt, vận niên thì cũng sáng sủa, rõ ràng là người Bính Thìn nam mạng gặp năm thuận lợi cho công việc, sẽ có người giúp đỡ tài lộc. Tuy rằng làm ra nhiều nhưng cũng có tốn hao không kém, gọi là một năm trên trung bình ha. Hơn nữa là các anh có thể sẽ không được tốt đẹp cho bản thân, có thể là xảy ra cái việc mà tai nạn hoặc là bệnh tật nhẹ nhàng, do là dù gì đi nữa thì năm nay cũng là năm mộc ha. Nên là đừng có tránh đi xa vào những tháng xuân, đặc biệt là tháng 9 âm lịch, không có nên đi xa vào tháng đó, thì tháng đó nó khá xuân với lại các anh. Còn ngoài ra thì không có đến nỗi nào, nhìn chung thì năm nay may nhiều đủ ít, chỉ cần phòng cái việc bản mệnh không được tốt đẹp do dưỡng hạn diêm vương và gặp năm khắc cây bổ mạng, cho nên là chỉ cần cẩn thận cái việc sức khỏe một chút là ok, không có việc gì xảy ra đâu, các anh yên tâm ha. Công việc làm ăn thì hướng đến nhiều thuận lợi và có tài lộc, cho nên là yên tâm, đặc biệt là các anh mà làm trong môi trường mà quan vận lính tráng hoặc là công an thì rõ ràng là đây là năm rất là thuận lợi. Còn các anh mà về thương mại thì anh nào làm về bất động sản thì em nghĩ rằng năm nay sẽ là năm các anh hốt rất là nhiều ha. Về mặt gia đạo và tình cảm thì xét về tử vi của năm 2019 thì cuộc sống có nhiều biến động, tình cảm vì thế thì nó cũng có một số cái rắc rối tương đối. Với quả tú và điếu khách chiếu mạng
thì cần quan tâm nhiều hơn đến với cái gia đình. À, quả tú đi với điếu khách đó, thì điếu khách là khách hoặc là cái người bên ngoài chứ không phải là vợ cho vợ mình. Cho nên là các anh để ý coi chừng cái người bạn gái ở bên ngoài sẽ gây rắc rối cho các anh ha. Đừng có rong ruổi theo bạn bè mà lơ là cái việc chăm sóc vợ con. Vợ chồng rất là dễ gây bất hòa. Hạn thì có tứ hung cách, thì cho nên là sẽ có nhiều buồn phiền, người thân hay bản thân gì đó, có thể là người thân của các anh sẽ gây ra bệnh nạn. Cuộc sống càng thêm rối rắm, tài chính vì thế mà hao hụt ở trong chuyện tình cảm. Các anh làm ra tiền nhưng mà có thể là gia đạo của các anh sẽ gây ra hao tốn. Cho nên là tránh những cái mối quan hệ ở bên ngoài để gây ra hao tốn với quả tú và điểm khách nhập cái hàng của mình. Quan hệ của bạn bè thì các anh thì biểu các anh mà giảm thì các anh giảm không được. Thì vì rõ ràng người Bình Thạnh sống nhờ cái người ở bên ngoài, nhờ bạn bè. Không có bạn bè các anh sống không được đâu. Các anh đi làm về các anh sẽ khó về thẳng nhà, mà sẽ đi với bạn bè trước rồi mà đó về tới nhà. Đó là cái người Bình Thạnh ha. Cho nên là biểu hạn chế thì không được, nhưng mà tránh hùng hạp với bạn bè sẽ dễ gây ra mất mát tình cảm ha. Năm nay thì với người của các anh thì nếu mà sinh thêm cháu bé thì cũng thật sự là cũng không tốt, cũng không có quá tốt đẹp, phải để năm Tý sanh. Phải nếu muốn có con thì giữa cái năm Kỷ Hợi này nè, có bầu đi ha, qua đầu năm Tý sanh thì rất là ok. Các anh đặc biệt thì đi xa là nên cẩn thận ha, các mối quan hệ ở xa sẽ không có được tốt đẹp cho lắm. Còn đối với mà các anh mà độc thân á, thì rõ ràng là các anh Bính Thìn độc thân thì lắm mối lắm, nên cẩn thận dễ bị tai tiếng, đặc biệt là dính tới một cái người phụ nữ có gia đình thì coi chừng ha, mất nhiều hơn là được. Nếu không khéo còn có thể bị thị phi dính đến pháp luật. Đó, cho nên là có cái người mà thứ ba đó, người ta trả thù cho mình đó, ha, coi chừng mình phá hay gì, đừng có dính vô mấy cô có chồng ha. Ông chồng ông dễ xử mình lắm á. Thật sự ra mà nói á, thì các anh á, vừa nằm, nếu mà độc thân á, thì các anh nhớ là các anh có cả quả tú và cô thần đeo đẳng. Tình cảm đứa đôi thì báo hiệu năm nay có cũng như không, không đi đến đâu đâu. Nhưng mà các anh không có không được đâu, các anh Bính Thìn này không có thì không được ha. Thôi kệ, cái việc tình cảm mình độc thân thì mình cứ muốn sống sao mình sống, mình muốn làm sao làm, nhưng mà nhớ đừng có phá của người khác thôi, coi chừng ăn đạn như chơi ha. Rồi tiếp theo là phần sức khỏe và bổn mạng. Thì rõ ràng là sao hạn, sao vận niên thì tốt đẹp, nhưng mà hạn và mạng thì không tốt đẹp. Cho nên là nên quan tâm các chứng bệnh về tim mạch. Người ta nói hạn diêm vương thì tim mạch rất là dễ bị, nên đi khám định kỳ. Ngoài ra nên cẩn thận phòng tai bay và gió khó lường, nhất là đối với người phụ nữ điếu khách nữ ở bên ngoài. Các anh cẩn thận ha, nếu không muốn khó khăn. Rõ ràng là với cái năm như thế này thì bổn mạng của các anh chỉ là suy yếu thôi, chứ không có nguy nan. Cho nên là các anh nhớ cẩn thận cái việc xe cộ, bệnh nạn nhưng nhẹ nhàng chứ không có nặng nề. Đó là những gì mà tử vi cũng như là các cái tinh quân phúc tinh, tài tinh hoặc là phá bại tinh của cái tổng năm 2019 đối với người Bính Thìn Nam Mạng sinh năm 1976. Rõ ràng là đây là cái năm báo hiệu nhiều điều tích cực, cả về tài lộc lẫn công việc đối với các anh. Thì các anh cứ nhẹ nhàng mà hướng tới. Đây là năm có thể nói là mình có thể làm chuyện lớn, chứ không phải là năm chỉ phải an phận. Năm nay có thể cương được đối với tụi của các anh ha. Rồi thì em có làm luôn cái vận hạn 6 tháng cuối năm, 6 tháng đầu năm,
đối với tuổi của các anh thì xem coi tháng nào thuận, tháng nào cương hết sức và tháng nào thì cũng phải nhu lại một chút à, chứ không phải là trong 12 tháng tháng nào nó cũng đi lên vậy đâu ha. Dĩ nhiên có tháng lên cũng có tháng xuống, nhưng mà tổng năm là đi lên ha. À, so với xuất phát ban đầu tới tháng 12 thì mình xuất phát với hình sin thì mình đã đi lên chứ không đi xuống nha. Thì đầu tiên hết là tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là một là tháng hỏa, tháng này là tháng bính dần. À, như vậy về mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe. À, còn giúp cho các cái phúc tinh và tài tinh được tương sinh phát sáng. À, năm nay mà thằng nào thấy là ngon lành ha. Thiên can thì chữ bính cùng hàng thổ, à, công việc và các mối quan hệ sẽ thuận lợi đối với tuổi các anh. Dần thìn là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp. Như vậy là tháng 1 khởi đầu của năm 2019 tháng giêng đối với tuổi bính thìn là một cái tháng may mắn, có thể nói là sẽ thuận lợi. Nếu như em, nếu em là ấy thì em sẽ không ngồi đánh bài cào với mấy ông này đâu. À, đánh bài cào với mấy ông này mà năm nay mà mới tháng này mà vô đầu năm mấy ông đánh thì chắc mình chịu không nổi đâu, với cái sự may mắn này. Nếu đặc biệt người bính thìn thì lại là hiếm người, 10 người thì có chừng 2 người thích cái chuyện đỏ đen, chứ thường bính thìn họ ít thích chuyện đỏ đen, nhậu nhẹt thì được ha. À, tháng 2 là tháng đinh mão, à, tháng 2 của năm Kỷ Hợi là tháng đinh mão, tiếp tục là một tháng gốc hỏa. Như vậy mệnh thì cũng là như vậy, thổ hỏa sinh thổ ha, bản mệnh mệnh rất là tốt. Còn các phúc tinh và tài tinh vì được bản mệnh tương sinh sẽ phát sáng và làm cho các anh có tiền tài. Thiên can bính đinh á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, bính đinh thì cùng hình về nạp âm ngũ hành là cùng hỏa, cho nên là công việc cũng tiếp tục là sinh tài lộc nhưng không quá lớn. À, địa chi à, thìn ngọ, à, thìn ngọ thì là thuộc nhóm tương hại. À, tương hại được đây được hiểu ở đây là sự cản trở nhau, à, cho nên là gia đạo nó cũng có chút xào xáo vì mặt địa chi là nó thường ảnh hưởng đến gia đạo. À, như vậy thì tháng 2 công việc và tài lộc tiếp tục là phát triển, bổn mạng cũng không có gì đáng lo, chỉ có chút xíu gì đó gia đạo không có được ổn thỏa lắm. Chắc có thể là tháng giêng là tháng ăn chơi, mà tháng 2 mình rượu chè cho nên là bị mấy bà vợ bà lầu bầu chút, à, cũng không có quá lớn lao gì. À, tiếp đến là tháng 3, tháng Mậu Thìn. À, tháng Mậu Thìn, tháng Mậu Thìn là tháng tuổi. Như vậy là tháng Mậu Thìn là gốc mộc, cho nên là mệnh mộc nó khắc thổ. À, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn. À, thiên can bính với mậu là không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi á, thìn với thìn á, là người ta còn nói là tháng tuổi nó thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, bên mạnh loại trừ bên yếu. À, rõ ràng là tháng tuổi nó không tốt đẹp. Như vậy tháng 3 là tháng tuổi nó có khá khá những cái việc không nên phải cần quan tâm nhiều. Đó là tháng tuổi bị bản mệnh tương khắc, cho nên cần cẩn thận về mặt sức khỏe. Thiên can thì không có việc gì, công việc cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà gia đạo và sức khỏe thì nó cần phải đề phòng. Khi mà tháng nó bị bổn mạng mà bị tháng tương khắc đó, thì nên nhớ là phúc tinh và tài tinh nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên là các anh cũng sẽ phải có một cái chút khó khăn ở trong công việc cũng như là sức khỏe. Rồi tiếp đến là tháng 4, tháng Kỷ Tỵ, tiếp tục là một tháng mộc giống như tháng 3, bổn mạng của anh bị tháng tương khắc, cẩn thận sức khỏe và đề phòng tai nạn ha. Thiên can bính Kỷ thì cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của bính là hỏa, Kỷ là thổ, cho nên là thuộc dòng tương sinh, hỏa sinh thổ, có thể sinh tài lộc cho các anh ở trong công việc nhưng không quá lớn. À, thiên can ngon ha. À, địa chi Tỵ Thìn là tự chủ bình hòa, cũng không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau. À, rõ ràng là ok. À, ha, rõ ràng là ok. À, như vậy là mọi người thấy rằng là công việc từ mà tháng 1 cho đến tháng tháng 4 là không có chuyện gì xảy ra. Thiên can không được tương sinh thì
thiên can không được cùng hàng thì là được nạp âm ngũ hành tương sinh, cho nên là công việc của các anh nó sẽ không có chuyện gì nó quá khó khăn ở trong cái mấy cái tháng đầu, 4 cái tháng đầu năm. Địa chi thì cũng như vậy, tuy nhiên là tháng 3, tháng 4 thì cần cẩn thận cái việc sức khỏe và bộ mạng của mình một chút xíu. Tiếp đến là tháng 5 của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 5 của năm Kỷ Hợi là tháng Canh Ngọ, là một tháng gốc thổ. Như vậy mệnh là thổ đồng hàng, bổ mạng và sức khỏe không có việc gì xảy ra, thậm chí là tốt đẹp. Thiên can thì không ngon lành lắm, chữ bính của các anh nó khắc chữ cắt, đó là thiên can tương khắc tháng, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận giấy tờ, đặc biệt là hao tài trong cái tháng này. Là các anh thì em sẽ không có để cái công việc gì lớn nó xảy ra trong cái tháng năm âm lịch, cần cẩn thận. Ngọ thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp cho nhau, cho nên là ok, cho nên là không có việc gì xảy ra. Tháng 5 thì ảnh hưởng đến phần công việc một tí xíu, 4 tháng đầu năm thì không có gì, nhưng mà tháng 5 thì nhớ cẩn thận công việc nha các anh nha. Tiếp tục là tháng 6, tháng Tân Mùi, một tháng thổ giống như tháng 5. Như vậy mà thổ đồng hàng, sức khỏe bổn mạng không có chuyện gì xảy ra. Thiên can chữ bính hợp tân, là đây là thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp uy thế chủ về chữ trí, công việc rất dễ hanh thông, dễ sinh tài lộc. Các anh mà được đề bạt hay là ở đầu năm rồi kia, tháng này rất là dễ nhận quyết định là thăng chức tăng lương ha. Công việc làm dễ gặp thuận lợi, cẩn thận việc nằm trong cái năm không có được ok. Rõ ràng là với cái chữ bính hợp tân này thì sẽ được nhiều điều ngon lành, chứ không phải là như mọi người nói. Có tháng 5 thì gặp khó khăn chút ha, giống như là mình từ tháng 1 cho tới tháng 4 là mình đang lên, tháng 5 mình lùi lại, mình lấy đà, đúng không? Tháng 6 mình nhảy vượt bậc. Đây là cái cách của cái 6 tháng đầu năm về thiên can. Còn địa chi là thìn mùi, thì thìn tuất sửu mùi nó nằm trong tứ hành xung, nhưng mà nó nằm xa nhau quá, cho nên là cái sự xung khắc nó cũng không quá lớn. Có một số sách viết là nó không tương hợp, không có xung khắc nhau luôn, nhưng mà dù gì đi nữa thì nó cũng nằm trong tứ hành xung, thì nó cũng dĩ nhiên nó cũng sẽ có một chút khó khăn về mặt gia đạo hoặc là các mối quan hệ của mình với nhân viên ở bên dưới. Cho nên là tháng này được tháng về công việc nhất ở trong cái năm 6 tháng đầu năm. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cả cái tử vi cả năm Kỷ Hợi 2019 và 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi về vận hạn. Hy vọng rằng những cái thông tin này sẽ giúp được các anh ở trong cái năm mà có nhiều cái thuận lợi, để mà biết được cương ở tháng nào và nhu ở tháng nào, hồng tìm đến được cái tài lộc phát triển, chức tước thì thăng nhanh, quan vận thì hanh thông, mọi điều tốt đẹp. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón nghe cái video clip này. Nếu các anh thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người khác tuổi bính thìn biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video clip về tử vi của các tuổi khác. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.